Rồi, vậy là câu hỏi này sẽ có 8 người trả Tôi lời sẽ đúng gửi này. không ạ? Dạ. Có 3 người trả lời sai. Em tiếp tục câu hỏi thứ hai nhé. Chắc là không nhìn thấy Là câu người hỏi thì sao nhỉ? khác. Sao em không nhìn thấy câu hỏi nhỉ? À, câu hỏi anh chị sẽ nhìn trên phần Zoom giúp em. À, vâng. Em đã chia sẻ trên Zoom rồi ạ. Phần câu hỏi các anh chị sẽ chia sẻ nhìn trên Zoom giúp em nhé. Còn bởi vì các anh chị vào điện thoại và bằng điện thoại thì thế là các anh chị sẽ chỉ nhìn thấy cái bốn cái ô vuông thôi ạ. Với bốn màu khác nhau đấy, từ với cả bốn câu trả lời ạ. Đúng không ạ? Các anh chị hiểu đúng không ạ? Và mình tiếp tục Chị câu Trang hỏi. ơi, em mà nhìn thấy câu hỏi thì em lại không thích được vào. Lại thế ạ. Bình thường là mọi người sẽ tích được chứ ạ. Không stick được. Nếu mà mở cái phần để tích ấy, thì lại không nhìn thấy câu hỏi, mà mở phần câu hỏi thì không có chỗ để tích ạ. Lâu Chị đang dùng bằng cái gì nhỉ? Chị dùng điện thoại hay dùng máy tính ạ? Em dùng bằng điện thoại ạ. Dùng điện thoại. Thế thì này, chị sẽ xem câu hỏi trên Zoom và chị sẽ mở cái phần máy Mở cái phần máy trả lời ra để chị trả lời cho ạ. trả lời ra. Trả Nhá, tính bắt đầu câu hỏi thứ ba. là gì? Là gì? Là gì? Mọi người Mệt làm có gặp khó khăn nhiều không ạ? máu. Mệt máu nhưng mà đánh lại cái này. Rồi đấy, chúng mình đã về đây, chúng mình có nhiều bất khả đúng không ạ? À, chúng mình tiếp theo ạ. Đây là câu Không hỏi. đánh lên được. Đã có sự thay đổi tiếp theo, sẽ quay lại lên ạ. Mình sẽ có 10 cấp. Nó bị màu sắc tố màu đỏ. Dưới bị màu sắc tố. Màu xanh dưới là bị màu sắc tố rồi, đúng rồi đó. Đúng rồi, chính xác đấy ạ. Đấy là drusen mềm mà nằm ở dưới lớp biểu mẫu sắc tố đấy ạ. À, mình chuyển sang câu tiếp theo ạ. Người nhà vào đây chị ơi, để viết giấy cam đoan tiếp viện kỹ chưa? Nhưng mặt dưới vẫn mà. Alo, các chị làm ơn tắt mic đâu không ạ? Để cho đỡ ảnh hưởng đến các bạn ở trong lớp ạ. Các anh chị sẽ cần phải phân biệt giữa bong biểu mô sắc tố và bong thanh dịch võng mạc ạ. Ở câu hỏi này các anh chị rất là đang bị nhầm lẫn một chút giữa hai cái tình trạng bong này. Và chúng mình sẽ tiếp theo ạ.
Và câu hỏi này thì chắc là sẽ làm rõ hơn cái chuyện là giữa bom của sân tố và bom thương gì các bạn ạ. Dạ, các anh chị làm rất là xuất sắc. Mình chuyển sang câu tiếp theo ạ. Nhóm nào nhanh hơn thì sẽ được điểm cao hơn đấy ạ. Câu cuối cùng ạ. Ocean đã giành chiến thắng ạ. Chúc mừng các bạn ở trong nhóm Ocean. Và bây giờ thì chúng mình sẽ xem cái tỷ lệ mà chúng mình đã hoàn thành bài tập như thế nào ạ. Thì một số các câu hỏi mà có 7 câu hỏi mà các anh chị trả lời sai nhiều nhất ạ. Tức là cái tỷ lệ đúng của anh chị là dưới 50%. Cũng có thể là do cũng không hẳn, bởi vì các anh chị là không trả lời là nhiều hơn. Cái số lượng mà người không trả lời nó nhiều, vì vậy là cái tỷ lệ mà incorrect nó sẽ rất nhiều ạ. Không phản ánh được chính xác cái kết quả về mặt kiến thức của các anh chị. Còn câu số 1 này chắc là do các anh chị chưa đọc kỹ hoặc là chưa chuẩn bị tâm lý để chọn hay sao đó. Và chúng ta đã chọn nhầm tương đối nhiều ạ. Lớp tế bào hạch, nó sẽ không phải là lớp này ạ. Đúng ạ. Chúng mình đã hơi nhầm chút xíu đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thì sau khi mà chúng ta có một số các bạn không trả lời câu hỏi nào, nhưng Hoài Sâm, Lê Dung và 22 bạn không trả lời. Okay. Tổng số người chơi là 34 người. Tuy nhiên thì trong đó bạn Nguyễn Huy Mạnh là trả lời được 90% các câu trả lời đều đúng luôn ạ. Đa phần các bạn thì trả lời được khoảng dưới 50%. Bây giờ thì chúng mình sẽ vào phần bài học nhé. Thầy giáo viên UCT Võ Mạc. Em giới thiệu, em tên là Nguyễn Thu Trang. Em làm ở khoa Thị kỷ Võ Mạc, đồng thời thì làm ở phòng đào tạo Bệnh mắt Trung ương. Thì hôm nay rất là vui mừng được gặp gỡ các anh chị trong lớp OCT của Bệnh mắt Trung ương. Thì về phần đọc một cái phim chụp OCT ạ, thì đây là một cái hình ảnh cái phim em scan lại từ từ kết quả viện em. Thì nói chung thì nó sẽ gồm 10 phần mà chúng ta cần phải theo dõi. Thì phần thứ nhất ạ là
phần thông tin của bệnh nhân. Đương nhiên rồi, chúng mình bắt buộc phải biết được thông tin của bệnh nhân là nam hay nữ và giới tính tuổi. Thứ hai là chúng mình sẽ cần phải biết được là mình đã đang mình quét vào vị trí nào, vùng hoàng điểm, gai thị hay là lớp tế bào hạch, đúng không ạ? Và sau đó thì mình cần phải xem vị trí của mình là mắt nào, mình đang khảo sát mắt nào, mắt phải hay mắt trái. Tương ứng là OD nó là mắt phải và US nó là mắt trái. Thứ ba là chúng ta có cái hình ảnh, cái ảnh vùng hoàng điểm. Và mình sẽ có cái mã màu, cái để mã màu về cái độ dày của võng mạc. Thứ tư là chúng ta có ảnh vùng hoàng điểm màu xám. Và thứ năm là bản đồ chiều dày võng mạc. Sau đó thì có ba vòng tròn đồng tâm, có đường kính là 1, 3 và 6 mm. Chúng ta khảo sát cái vùng hoàng điểm ạ. Thứ sáu là mình có lát cắt của vùng hoàng điểm theo mặt bằng trán. Đó, thì thứ hai là mình có, tức là từ phía mũi cho đến phía thái dương. Tiếp theo là có cái lát cắt theo mặt bằng dọc, là từ trên, là từ dưới lên trên và trải như thế này. Tám là mình sẽ có bản đồ chiều dày võng mạc, và từ cái lớp dưới hạn trong cho đến lớp biểu mô sơ tố. Và nó sẽ có lát cắt 8A, đấy là gì ạ? Là chỉ lấy nguyên cái lớp lớp và giới hạn trong mà thôi. Và lớp 8B là cái lớp mà giới hạn ngoài của nó, là lớp biểu mô sơ tố. Và sau khi đó thì mình sẽ có cả phần số 9, đấy là cái xác suất mà cái tỷ lệ phần trăm là những người là phân bố bình thường. Và thứ 10 là cái chiều dày võng mạc trung tâm, độ dày võng mạc trung tâm ở cái vùng trung tâm, cũng như là thể tích của cái vùng bố của hoàng điểm. Thế và đấy là cái 10 cái vị trí mà mình cần phải khảo sát trong cái phim chụp OCT. Tiếp theo thì mình sẽ có là hình ảnh OCT trên giải phẫu bình thường. Thì các anh chị đã học từ mấy buổi nay rồi, thì em chỉ lưu ý một chút xíu là cái trên phim chụp OCT mà mình sẽ có cái, mình sẽ đọc được cái phần dịch kính. Cái vùng hoàng điểm sẽ lõm xuống so với cả theo hình chữ V này, như là một cái đồi như thế này. Tiếp theo là cái vùng điểm vàng, là cái vùng mà điểm phản xạ cao ở hoàng, trung tâm hoàng điểm. Cái này thì không cắt qua cái vùng của điểm vàng đấy. Tuy nhiên thì trên của số khác cắt thì khi mà mình sẽ nhìn thấy nó có cái vùng phản xạ, điểm phản xạ rất là cao ở đây. Đấy, có cái lớp sợi, các lớp sợi thần kinh và lớp biểu mô sắc tố thì có cái độ phản xạ cao hơn so với các lớp khác của võng mạc, giúp các anh chị có thể nhìn thấy ở phía này ạ. Và thường là cái lớp chiều dày, lớp sợi tế bào hạch thì nó sẽ dày hơn ở phía mũi. Các anh chị nhìn thấy đây là phía mũi của vùng hoàng điểm và đây là phía thái dương. Thì cái vùng này bao giờ cái lớp sợi tế bào hạch nó dày hơn so với cả phía thái dương. Tiếp theo thì đây là cái hình ảnh mà mình thấy là giữa các lớp sợi, các cái lớp của tế bào của võng mạc, và nó có cái độ phản xạ màu rất là khác nhau. Bên này thì cái lớp tế bào cảm thụ ánh sáng và lớp biểu mô sắc tố thì có cái độ phản xạ cao nhất như thế này. Thế và cái độ phản xạ bình thường thì mình sẽ thấy là thường nó có màu xanh vàng hoặc màu xanh, đấy là của cái lớp áo ngoài của võng mạc và lớp nhân ngoài, lớp nhân trong, lớp dưới ngoài, lớp dưới trong. Đấy đúng không ạ? Đây ạ. Anh chị sẽ nhìn thấy đây. Và giờ có khi mà phân tích một cái phim OCT thì mình sẽ cần phải có trả lời bốn câu hỏi. Thứ nhất là vùng tiếp giáp giữa dịch kính và võng mạc có vấn đề gì bất thường hay không. Thứ hai là cái hình thái của hoàng điểm nó có bình thường, tức là nó hơi lõm xuống phía dưới hay không. Thứ ba là cái biến đổi nằm trong cấu trúc võng mạc. Và thứ tư, thế là mình sẽ quan sát cái lớp biểu mô sắc tố
và lớp mao mạch của hắc mạc. Thứ nhất là về mặt phẳng của dịch kính võng mạc, thì mặt phẳng của dịch kính võng mạc bình thường ta sẽ thấy là nó có là lõm dưới ở vùng mạc điểm và có cái điểm phản xạ cao, đấy là cái vùng điểm vàng. Thứ hai là nếu không bình thường trên mặt phẳng của dịch kính võng mạc, mình có thể quan sát thấy làm sao ạ? Có hiện tượng là liên quan giữa cái dịch kính sau và dịch kính sau và võng mạc. Ví dụ như là nó có thể bong ra một phần hoặc là hoàn toàn hoặc là chưa bong một tí nào. Hai là chúng ta sẽ có thể thấy là có mảng trước võng mạc, hoặc là trong quá trình bong dịch kính sau nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng co kéo dịch kính võng mạc như thế này. Về mặt hình thái của hoàng điểm, mình đã xem phía trước rồi, hình thái nó phải đều và cong lõm ở phía điểm vàng. Tuy nhiên thì có bất thường khi mà sao nó hoàng điểm có thể bị kéo lên do là có mảng trước võng mạc hoặc là co kéo dịch kính. Thứ hai là gì, nó có thể bị đẩy lồi lên và do cái dịch nằm ở dưới võng mạc, hoặc là nó có mất cái sự liên tục của cái võng mạc, dụ như là có lỗ hoàng điểm, lỗ hoàng điểm độ 4 và có nó bị toàn bộ là chiều dày của võng mạc bị tổn thương như thế này. Và trong trường hợp là lỗ lớp, ví dụ như là nó có lớp tế bào cảm thụ vẫn còn và chỉ tổn thương cái lớp trên thì thôi, gọi là lỗ lớp của võng mạc. Tiếp theo thì mình sẽ có cấu trúc của võng mạc, tức là cấu trúc của cái bề dày của võng mạc, cấu trúc của trong võng mạc như thế nào, nó có bình thường hay không, hay là ví dụ nó sẽ có dịch trong võng mạc hoặc dịch nằm ở dưới võng mạc thế này. Hoặc là trong trường hợp mà có tách lớp võng mạc, cũng như là có những hiện tượng là có cái xuất tiết nằm ở trong võng mạc như thế này. Cuối cùng là cái cuối cùng mình sẽ phân tích đến lớp biểu mô sắc tố và mao mạch của võng mạc. Thế thì trong trường hợp mà biểu mô sắc tố thì nó thể là không bằng phẳng do là xuất hiện có các lesion ở nằm dưới lớp biểu mô sắc tố, trong lớp biểu mô sắc tố. Thứ hai là nó có thể tăng cái chiều dày do xuất hiện các cái màng tân mạch của hắc mạc, ví dụ như thế này ạ. Và nó có thể bị đẩy lồi lên do là gì, có hiện tượng bong biểu mô sắc tố, ví dụ như thế này. Hay là có xuất hiện các cái màng sơ mạch và có thể là có xuất huyết, ví dụ như thế này ạ. Bong biểu mô sắc tố và kèm theo xuất huyết. Thì tiếp theo là có sẽ có những cái yếu tố mà các cái yếu tố tiên lượng và dựa trên cái phim OCT mà mình có thể đánh giá và tiên lượng được cái tiến triển của bệnh. Ví dụ như là có một số các yếu tố mà theo các tác giả nam như sau, như là có toàn bộ cái chiều dày của võng mạc, hay là cái thể tích của cái lớp mô nằm dưới võng mạc, hai là chiều dày của lớp tế bào cảm thụ của võng mạc, như là cái tình trạng của lớp biểu mô sắc tố và cái sự toàn vẹn của cái lớp trong và lớp ngoài của lớp biểu mô sắc tố, cũng như là cái sự co kéo giữa cái dịch kính và của vùng hoàng điểm, đúng không ạ? Tiếp theo thì đây là chúng mình lướt qua cái phần đáp án của các câu hỏi mà em vừa mới đưa ra cho cả lớp. Thì đây là các cái lớp của võng mạc, các bạn. Mình có 10 lớp của võng mạc. Và bề dày của lớp võng mạc thì đây là hình ảnh bình thường. Khi mà mình sẽ có một cái đỉnh nhọn ở đây. Bởi sao cái vùng hoàng điểm này với số lượng tế bào cảm thụ ánh sáng rất là nhiều. Vì vậy mà nó sẽ hơi có đỉnh chóp nhọn lên này một chút. Và thứ hai là gì? Các cái phần ngoài của tế bào cảm thụ ở vùng hoàng điểm nó có mỏng và dài hơn. Vì thế là các anh chị sẽ nhìn thấy cái vùng này, cái vùng đúng cái vùng hoàng điểm này thì nó sẽ cao hơn so với cả những cái vùng dày hơn so với những cái vùng xung quanh. Thì đây là hình ảnh bình thường. Ở câu số 4 thì những cái tổn thương mà các anh chị nhìn thấy mà em ở đây thì nó chính là các cái hình ảnh móng cảm của cái tĩnh mạch và động mạch và có các cái thể vật đục ở trong bộ dịch kính. Thì cái câu hỏi về các lesion mình sẽ thấy là có rất nhiều các loại lesion khác nhau. Đó, và
mình có thể thấy rằng là đây là những cái, mình có thể thấy hình ảnh đây là những cái drusen nằm trên lớp biểu mẫu sắc tố, cái drusen nằm ở dưới biểu mẫu sắc tố, và nhìn thấy rất rõ đúng không ạ? Trên phim số T là chúng ta sẽ thấy rất rõ là các cái drusen nằm ở vị trí ở đâu. Đây, số 6 thì đây là một cái hình ảnh cái tân mạch nằm ở dưới võng mạc và trên lớp biểu sắc tố, và chúng ta sẽ nhìn thấy lớp biểu mẫu sắc tố hoàn toàn rất là liên tục, và cái tăng cái phản xạ nó đang nằm ở phía trên sắc tố. Ở câu thứ 8 chúng ta sẽ thấy đây là một tình trạng là bong mủ sắc tố rất là rõ, đúng không ạ? Các anh chị sẽ nhìn thấy lớp biểu sắc tố là lớp này, và chúng ta sẽ thấy là nó bong lên như thế này, dịch của nó thì nó có cái mức độ âm giống như là cái của dịch kính, và mình sẽ thấy là gì, nó mất sự liên tục của cái lớp giữa liên kết giữa lớp trong và lớp ngoài của tế bào cảm thụ của võng mạc. Tiếp theo thì đây là cái hình ảnh mà chúng ta vừa nãy em có đưa ra, đấy là lớp mất đi của lớp biểu mẫu sắc tố và đồng thời cả tế bào cảm thụ của võng mạc nữa. Cái này là trong trường hợp gặp trong trường hợp thoái hóa hoàng điểm thì khô hay là teo hoàng điểm, teo dạng nhiệt độ đấy. Còn đây thì lại là cái tân mạch nằm dưới võng mạc, dưới biểu mẫu sắc tố. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ thấy là cái lớp biểu mẫu sắc tố đấy, nó đã bị đẩy đồi lên, và đây là lớp, đây là màng Bruch. Đây, chúng ta sẽ đi vào phân tích những cái ca lâm sàng cụ thể để các anh chị sẽ đọc cái phim OCT. Thứ nhất thì em có thể mời một bạn, một anh chị nào đó sẽ đọc phim này đúng không ạ? Em có thể mời bác sĩ Luân Thị Loan không ạ? Alo? Xin mời bạn Huyền Anh ạ. Alo, bạn Huyền Anh có đây không ạ? Hay là ở lớp thì có bạn nào xung phong phân tích trường hợp này không ạ? Hình như là các anh chị đang bận làm. Thế thì nếu mà anh chị không chủ động trả lời ạ, thì hoặc là mọi người có thể gõ ra ô chat được không ạ? Mọi người sẽ thấy hình ảnh trên phim OCT như thế này, đúng không ạ? Và bệnh nhân thì em đã cho thông tin như thế này, thì mọi người thấy trên phim OCT mọi người sẽ phân tích được như thế nào. Mọi người có thể gõ vào ô chat nếu mọi người không nói ạ. Đúng không ai chat luôn. Dạ, mời anh Trần Công Danh ạ. Dạ thưa cô, thì trong cái hình chụp OCT ấy, thì em thấy là ở cả mắt bên phải và bên trái nó đều có hiện tượng là tụ dịch ở cái lớp phía trong và phía ngoài của lớp tế bào cảm thụ ạ. Dạ, vâng. Trong và ngoài, mình sẽ khi mà mình phân tích ạ, thì mình sẽ phân tích từng mắt một đúng không ạ? Và thường thì người ta sẽ không trong phía trong và phía ngoài, mà người ta sẽ nói là phía mũi hoặc là phía thái dương đúng không ạ? Dạ, thì đối với mắt bên phải thì em thấy có hiện tượng là phù của lớp võng mạc. Ở trên cái biểu đồ về độ dày ấy, thì em có hiện tượng là phù của lớp võng mạc ở phía thái dương trên. Dạ, chủ yếu là thái dương trên. Còn đối với cái hình ảnh OCT cắt ngang ở phía dưới á, thì em thấy có hiện tượng tụ dịch ở ở trong cái lớp sợi thần kinh ở phía như vậy là phía thái dương. Đúng rồi, phía thái dương. Khi mà đây là tương ứng với cả lát cắt mặt phẳng trán đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo đến bên phải đi ạ. À bên trái ạ. Bên trái thì tương tự, thì đối với cái biểu đồ về độ dày của lớp sợi thần kinh đó, thì em thấy có hiện tượng là phù của lớp võng mạc
cũng là ở phía thái dương luôn ạ. Đúng Và tương ứng là ở lát cắt ngang ở dưới á, thì cũng có hiện tượng là có các tụ dịch ở trong cái lớp sợi thần kinh. Mình sẽ thấy là lớp biểu mô sắc tố thì hoàn toàn bình thường các bạn, cũng không có hiện tượng là co kéo của dịch kính võng mạc. Đây hoàn toàn là cái thay đổi cái cấu trúc của võng mạc là do hiện tượng là cái phù và ứ động dịch ở trong cái lớp võng mạc, đúng không ạ? Thế thì cái này thì hơn nữa là gì, mình sẽ thấy là tương ứng trên chụp ảnh màu đáy mắt thì mình cũng sẽ thấy là tổn thương ở cái mắt bên trái của bệnh nhân, đúng không ạ? Ở mắt trái của bệnh nhân là nó hoàn toàn là phía thái dương đây, đúng không ạ? Và ngoài ra thì trên phim mình sẽ thấy có các cái hình ảnh của các drusen nữa, đúng không ạ? Đây anh chị có nhìn thấy không ạ? Đây là hình ảnh của các cái drusen đó, thì tương ứng với cả các cái cái xuất tích cứng, em xin lỗi, xuất tích cứng, thì là mình sẽ thấy là trên hình ảnh lâm sàng và trên hình ảnh OCT là nó hoàn toàn rất là tương đồng với nhau. Với cái bệnh nhân như thế này thì bệnh nhân là bệnh nhân nam nữa và có tiền sử đái tháo đường. Tuy nhiên thì bệnh nhân này thì mình có thể chẩn đoán là gì ạ? Bạn Danh? Nếu mà có bệnh nhân này có tiền căn đái tháo đường thì ở bệnh nhân này thì mình sẽ là được chẩn đoán là hai mắt là võng mạc đái tháo đường. Bệnh võng mạc đái tháo đường, mà ở đây thì mình sẽ thấy là cái thể chủ yếu nó nằm ở tổn thương hoàng điểm, đúng không ạ? Là phù hoàng điểm, chứ còn cái vùng võng mạc chu biên thì nhất là nó cũng chưa có tân mạch, nó mới chỉ có các cái biến đổi các cái mạch máu mà thôi, đúng không ạ? Cái này nó sẽ là tổn thương chủ yếu là nằm ở phù hoàng điểm, và mình sẽ điều trị bằng cái tiêm anti-VEGF là có thể được. Tiếp theo thì ca tiếp theo thì có anh chị nào phân tích không ạ? Xin hỏi có bạn nào xung phong không ạ? Không, mời bạn Việt Hưng ạ. Tí nữa bạn Việt Hưng bạn sẽ giảng bài tiếp ạ. Có ai giơ tay không ạ? Mời bạn Danh tiếp tục nhỉ? Dạ, thì ở bệnh nhân này thì tương tự thì mắt phải em cũng thấy có một sự biểu đồ về độ dày lớp sàn kinh thì nó tăng phản xạ ở cái vùng thái dương hoặc ở phía dưới. Còn mắt trái thì trên biểu đồ thì em thấy là về màu sắc thì ở trong giới hạn bình thường. Còn đối với cái hình ảnh OCT cắt ngang thì ở bên tay phải thì em thấy có sự có phù của võng mạc do có hiện tượng là tụ dịch ở trong lớp võng mạc kèm theo những cái đốm tổn thương xuất tiết trong võng mạc. Còn đối với bên trái thì những OCT này thì em thấy chưa ghi nhận dấu hiệu tổn thương. Thực ra thì nó có tổn thương nhưng mà trên cái OCT thì là nó chưa rõ rệt thôi. Còn ví dụ trên chụp ảnh hình quang là mình thấy là nó bắt đầu có hiện tượng phù hoàng điểm rồi. Thế nhưng mà các anh chị có thể nhìn thấy có sự tương xứng, rất tương xứng giữa, nếu như mà mình chỉ chụp bạch chụp bệnh võng mạc đái tháo đường và nếu chỉ nhìn trên cái phim tức là thảo mắt trên bệnh nhân thì mình thấy có vẻ như là nó khá là nhẹ, đúng không ạ? Đúng ạ. Thế tuy nhiên thì khi mà mình chụp OCT lên thì mình thấy cái mắt bên phải phù rất là nhiều, và thứ hai là gì, trên chụp ảnh hình quang thì khi muộn thấy thực sự là cái mắt bên phải có phù hoàng điểm rất rõ, cực kỳ là nhiều luôn. Còn cái mắt trái thì bắt đầu nó cũng bắt đầu đã có tổn thương của hoàng điểm rồi. Thế thì bệnh nhân này thì đã được điều trị tiêm, thực ra là bệnh nhân này đã được tiêm cả hai bên đã. Và các anh chị có thể thấy rằng là sau khoảng 4 lần tiêm đã, thì các anh chị có thể thấy là cái mắt bên trái gần như là trở về bình thường. Tức là mình không thấy cái hiện tượng là dày của võng mạc lên nữa, và thị lực của bệnh nhân thì cải thiện rất là tốt. Đặc biệt là cái mắt bên phải từ gần như là 20/200 mà có thể lên được đến 20/40, đúng không ạ? Bệnh nhân này thì cũng có tiền sử đái tháo đường, và bệnh nhân này thì cũng trên phim OCT mình cũng thấy là bệnh nhân có phù hoàng điểm, đúng không ạ? Thế và trên đặc biệt là gì, với phim chụp hình quang của trên bệnh nhân này mình thấy bệnh nhân tăng sinh rất là nặng luôn, đúng không ạ?
có rất nhiều cái tân mạch, võng mạc cũng như là vùng thiếu máu. Và hoàng điểm trên cái thì muộn thì sẽ thấy là nó phù rất là khủng khiếp như thế này, cả mắt phải mắt trái của bệnh nhân. Thế thì với cái bệnh nhân như thế này ạ, thì chúng tôi cũng có điều trị tiêm anti-VEGF và bệnh nhân đã được tiêm đến 6 mũi. Tuy nhiên thì ở bệnh nhân này chúng tôi thấy cái thị lực của bệnh nhân giảm, nó không cải thiện nhiều, và cũng như là cái chiều dày của võng mạc thì nó có giảm. Tuy nhiên thì nó cũng không giảm nhiều thực sự ấn tượng như là cái ca thứ hai. Cái điều này thì các anh chị có thể chú ý thấy là mình phân tích như thế nhưng mình sẽ chưa để ý đến cái mảng trước võng mạc. Đây là ngoài cái tổn thương phù hoàng điểm do tiểu đường này còn có một cái mảng tăng sinh ở trước võng mạc, và cái mảng này nó không thể được giải quyết bằng cái việc là tiêm anti-VEGF được, đúng không ạ? Đấy là cho thấy là gì, khi mà chúng ta phân tích tổng thể của bệnh nhân thì chúng ta sẽ phải đánh giá rất nhiều yếu tố. Tiếp theo thì đến cái bệnh nhân thứ tư này thì chúng ta cũng là một cái các anh chị nào xung phong không ạ? Các anh chị nào xung phong trả lời không ạ? Mời bạn Nhi Nguyễn. Rất nhiều lớp, rất nhiều người học nhưng mà tương tác thì ít. Đây là cái bất lợi của cái việc là giảng học online đấy ạ. Thì bệnh nhân này thì còn nặng hơn chút nữa đúng không ạ? Các anh chị đã thấy xuất hiện cái tân mạch gai thị rồi, và có cái tình trạng là xuất huyết trong buồng dịch kính nữa, ngoài cái chuyện phù hoàng điểm ra. Thế bệnh nhân này là một cái bệnh nhân tiểu đường và tăng sinh nặng luôn, và có tình trạng biến chứng là xuất huyết dịch kính. Thế thì bệnh nhân này thì chúng tôi cũng có điều trị bằng anti-VEGF. Thế thì sau khoảng 4 mũi, nhưng mà các anh chị có thể thấy là ở cái mắt trái thì từ bắt đầu nó phù như thế này, nó cũng chỉ cải thiện và nó xu hướng bắt đầu nó xẹp và teo võng mạc. Cái mắt bên phải thì bệnh nhân có cải thiện, tức là có giảm phù bằng điểm, thị lực bệnh nhân cải thiện cũng không nhiều. Bệnh nhân này thì nói chung thì với bệnh nhân tiểu đường thì điều trị được càng muộn thì cái tiên lượng mà để bệnh nó ổn định thì càng kém bấy nhiêu. Thế trường hợp thứ 5 này thì có bạn nào xung phong không ạ? Nếu ai xung phong em hãy nhờ bạn danh được không? Dạ, thì đối với cái hình này thì em nhìn bên cái hình chụp hầu cái mắt trước thì em thấy cái hình ảnh này giống như là một cái hình ảnh xuất huyết dưới võng mạc. Thì tương ứng cho hình ảnh OCT ấy, thì em thấy là có hiện tượng là ở cái vùng có sự phù của lớp sợi thần kinh, và cái mình khó quan sát được cái tiết ở phía sau của cái khối này. Thực ra thì Danh sẽ để ý là chúng mình đang cắt là không phải cắt con hoàng điểm nữa nhé. Trên OCT này thì mình phải để ý lại là gì? Nếu như trên OCT này là chúng mình đang cắt hoàn toàn ra cái khối dịch kiện, khối xuất huyết này. Và cái xuất huyết này là một cái xuất huyết nằm dưới võng mạc, đúng không ạ? Bởi vì trên phim này chúng mình thấy là cái mạch máu của bệnh nhân vẫn đi qua cái vùng xuất huyết, đi trên vùng xuất huyết, và cái xuất huyết này xuất huyết dưới võng mạc. Và cái xuất huyết này là do có một cái dị dạng mạch, một cái phình mạch ở góc này, và dẫn đến cái tình trạng là nó xuất huyết ra. Thế thì ra thì với cái bệnh nhân này thì người đấy chúng tôi có tiêm cho bệnh nhân. Thế và các bạn có thể thấy rằng là Danh thấy như nào? Danh thấy hiệu quả đúng không ạ? Có hiệu quả không? Thì sau khi tiêm em thấy cái khối máu nó được thu gọn lại, và nó cái bề dày của võng mạc cũng giảm cái chiều dày cái võng mạc lại, và cuối cùng thì nó hình thành lại cái như là còn cái sẹo. Rồi, thế là các anh chị có thể thấy là cái sẹo, và các anh chị thấy là ở đây mạch Danh thấy là có các cái xuất huyết cứng, là sau khi mà cái xuất huyết nó tiêu đi ạ, thì nó có thể lại cái phần xuất huyết cứng như này, và nó nằm
ngay cái vùng khoảng điểm khi mình cắt qua đây ạ. Đấy, chị thấy là khá là hiệu quả. Đến trường hợp thứ 6 này thì anh thấy nào? Dạ, đối với trường hợp này thì đối với hình ảnh OCT trước đây thì em thấy là có một hiện tượng là tụ dịch dưới võng mạc và cả là dưới một sắc tố luôn. Tức là mình sẽ có, tức là thực ra thì em nên phân tích đây là có bong một sắc tố, đúng không ạ? Thứ hai là bong thanh dịch võng mạc, đúng không ạ? Đây là bong thanh dịch võng mạc, có một sắc tố, đúng không? Dạ đúng. Tức là mình sẽ không và mình có cái hiện tượng là có các cái lớp của võng mạc có bị phù, đúng không ạ? Tức là nó cũng có tụ dịch trong võng mạc nữa, đúng không ạ? Tức là nó cũng có hiện tượng là có dịch ở trong võng mạc. Thế và trên cái OCT như thế này thì và trên cái hình ảnh lâm sàng với cái bệnh nhân như thế này thì em sẽ nghĩ đến bệnh nhân bị làm sao? Thì đối với cái hình ảnh OCT CT này với kết hợp với lại cái hình chụp màu đáy mắt cũng như là chụp mạch quang thì em nghĩ đến một cái chẩn đoán là có một mắt phải là có tân mạch hắc mạc. Cái này theo thì dõi tân mạch hắc mạc mắt bên phải. Tân mạch hắc mạc. Cái bệnh nhân này thì thứ nhất là 70 tuổi, đúng không ạ? Và cái tổn thương như thế này thì mình đã đúng rồi, tân mạch hắc mạc và nó cái hình ảnh OCT này nó khá điển hình, chắc là anh Hải dạy rồi đúng không ạ? Là nó bao gồm số tân như này, nó là cái hình ảnh của tổn thương của cái PCV ạ, đúng không ạ? Bệnh PCV, đúng không ạ? Anh thấy danh thấy nó có giống không ạ? Nó không phải tân mạch đơn thuần đâu ạ, nó sẽ có cái tân mạch, nó có cái nụ của cái polyp ạ, đó. Thì cái hình ảnh OCT này rất điển hình và trên lâm sàng này là cực kỳ điển hình cho một cái bệnh lý là PCV. Thế thì cái PCV này thì chúng tôi cũng đã tiêm cho bệnh nhân và thấy rằng là nó tiến triển khá là ổn qua thời gian. Đấy, bắt đầu cái bong lỗ sắc tố nó cũng giảm, dịch ở dưới võng mạc, dịch dưới võng mạc cũng giảm, rất là giảm dần đi và cái dịch trong võng mạc cũng giảm dần. Thế thị lực của bệnh nhân cũng cải thiện rất là tốt, đúng không ạ? Đây là cái những cái phù hợp với cái điều trị anti-VEGF nhé. Tiếp theo trường hợp thứ 7 thì có bạn nào phân tích không ạ? Không bạn nào giơ tay luôn. Mời bạn Danh được không? Danh đến bên dạ thì ở hình ảnh này thì đối với hình chụp màu đáy mắt thì em thấy có hình ảnh là xuất huyết và đối với cái hình hình chụp mạch quang thì xuất huyết này thì em nghĩ là xuất huyết dưới võng mạc. Còn đối với hình OCT thì em thấy có hiện tượng là tụ dịch dưới võng mạc và có tổn thương cái lớp biểu mô sắc tố. Thì đối với cái tổn thương này thì em muốn đến chẩn đoán là bệnh nhân này theo dõi một cái mắc phải là tân mạch hắc mạc. Tân mạch hắc mạc. Người kêu về tuổi của bệnh nhân như thế này mà không có, thực ra bệnh nhân này rồi mình có thể đến cái chẩn đoán là thoái hóa tuổi già. Và cái tân mạch là tân mạch ẩn hay tân mạch hiện? Thì nó lại hỏi em chưa nghe rõ. Trong trường hợp này thì là đúng là cái tân mạch hắc mạc, đúng không ạ? Và bệnh nhân này thì đã được điều trị, cũng điều trị anti-VEGF và bệnh nhân này điều trị như là cũng bỏ điều trị. Tuy nhiên thì sau một mũi điều trị là mình cũng thấy là bệnh nhân có cải thiện cái sao ạ? Cái dịch dưới võng mạc có giảm, đúng không ạ? Và cái tổn thương cái tân mạch có vẻ xu hướng là nó cũng giảm đi. Thế và sau đấy thì
mắt bên trái của bệnh nhân ấy, thì cũng thị lực cũng kém và có một cái tổn thương như thế này trên lâm sàng, thì theo danh nó như nó có hoạt tính hay không? Theo danh là cái tổn thương ở mắt bên trái của bệnh nhân có cần điều trị hay không ạ? Cái mắt phải thì rõ rồi, mình nhìn thấy xuất huyết, mình nhìn thấy bong của mô sắc tố, mình nhìn thấy bong trên dịch võng mạc, đấy là cái dấu hiệu hoạt tính của cái tổn thương tân mạch. Thế thì trong trường hợp cái mắt này, cái mắt bên trái của bệnh nhân ạ, thì theo bạn danh thì cái này mình có cần điều trị hay không? Dạ, theo em thì với mắt bên trái như vậy, cái võng mạc thì nó cũng đã có dấu hiệu là, nhưng mà cái tổn thương của nó nếu mà nó để lại sẹo rồi thì cái này chỉ mình chỉ theo dõi thôi chứ chứ không có trình điều trị, trừ khi nào mà nó có hiện tượng xuất huyết trở lại và thì lực bệnh nhân giảm hơn thì mình bắt đầu điều trị lại chứ. Ừ, đúng rồi, tức là không hẳn là xuất huyết đâu, mà nó như vừa nãy mình đã nói rồi, cái ví dụ có dịch nằm trong võng mạc, dịch ở dưới võng mạc hoặc là bong mổ sắc tố, bong trên dịch võng mạc, thì đấy là những cái dấu hiệu hoạt tính của bệnh, hoặc là chiều dày trên OCT nó tăng lên, đúng không ạ? À, bệnh nhân giảm thị lực. Thì hơn nữa là gì, trên cái phim chụp mạch hình quang á, thì mình thấy đây là chỉ hiện tượng là nó nhuộm màu cái sẹo này thôi, chứ nó không có hiện tượng khuếch tán hình quang ra ngoài. Ở đây là một cái sẹo mà nó không hoạt tính, chính vì thế mà mình cũng sẽ không cần điều trị gì. Đó. Đây tổn thương của cái trường hợp bệnh nhân nữ nữa, 79 tuổi như thế này, thì theo danh là bệnh nhân sẽ điều trị và mình đọc cái tổn thương như thế nào? Dạ thì đối với bệnh nhân này thì mắt bên phải thì em thấy có tổn thương bruising rải rác toàn bộ cái võng mạc. Thì tương ứng hình ảnh CT các lớp thì có những cái tổn thương biểu mô sắc tố, kèm theo đó là những cái rất là có bong biểu mô sắc tố kèm theo. Quay mắt phải thực ra thì rồi khi mà drusen to ấy, thì cái drusen mềm to thì người ta có thể là đến mức độ là bong biểu mô sắc tố luôn. Nhân thì cái này nó sẽ là cái drusen, các cái drusen mềm nó nằm dưới biểu mô sắc tố, và khi mà những cái drusen đúc nhập với nhau thì nó sẽ tạo thành drusen rất lớn và dẫn đến bong biểu mô sắc tố. Thì với những cái bệnh nhân mà có cái hai mắt tổn thương như này, còn cái mắt bên phải thì mắt bên trái thì như thế nào? Dạ mắt bên trái thì đối với hình chụp một đáy mắt thì em thấy có bệnh nhân có xuất huyết dưới võng mạc, toàn bộ phía thái dương kèm theo những cái drusen rải rác trên cái võng mạc. Thì tương ứng hình chụp OCT các lớp đó thì có hiện tượng là tụ dịch ở dưới võng mạc và dưới có bong biểu mô sắc tố kèm theo. À, đúng rồi, bong biểu mô sắc tố khá nhiều đấy ạ. Đây ạ, mình thấy những cái bong giới hạn bong biểu mô sắc tố khá là nhiều. Và cái hình ảnh này thì với lâm sàng như thế này thì bạn nghĩ bệnh nhân sẽ chẩn đoán như thế nào? Dạ, về chẩn đoán thì em sẽ chẩn đoán là bệnh nhân này có tại thì em cũng chưa chắc cái chẩn đoán của em, thì em nghĩ là xuất huyết, dạ xuất huyết võng mạc. Thực ra thì đồng ý, cái xuất huyết võng mạc thì nó là triệu chứng thì nó không gọi là chẩn đoán. Thực ra thì xuất huyết võng mạc nó là triệu chứng trong rất nhiều bệnh khác nhau, vì thế khi mình đưa ra chẩn đoán thì ít khi mình sẽ đưa là chẩn đoán là xuất huyết võng mạc, trừ khi là xuất huyết võng mạc mà mình chưa nghĩ đến cái nguyên nhân gây ra bệnh là gì. Trong trường hợp này thì theo mình là nó khá là rõ, một bệnh nhân nữ mà bệnh nhân là 79 tuổi thì và hai mắt đều có tổn thương, cái drusen của cái tổn thương của tuổi già, và cái mắt bên trái của bệnh nhân thì lại có xuất huyết võng mạc khá là lớn và bong biểu mô kèm theo trên OCT.
thì mình sẽ có quan điểm tôi giải thiểu. Đúng rồi, và thực ra thì mình cái thể này, cái dạng này có dạng PCB thì nó tí nữa thì mình có cái hình ảnh của cái WebMD đấy, còn cái này thực ra thì đúng là nó sẽ là cái được giá, nhưng mà nó là PCB điển hình luôn. Và cái mắt bên hai đối với cái bệnh nhân này á, thì cái mắt này thì mình có thể thử điều trị bằng tiêm anti-VEGF. Cái mắt này thì mình phải theo dõi rất sát, và bởi vì sao nó có thể nguy cơ nó cũng trở thành một cái WebMD nhá. Thế thì tiếp theo một cái trường hợp nữa thì các anh chị có thể nhìn thấy nó khá rõ cái tổn thương. Có anh chị nào xung phong ngoài bản danh không ạ? Nếu không thành buổi học của 50 mấy học viên, nó sẽ trở thành buổi học của riêng mình bản danh thôi ạ. Nếu không bạn nào hỏi, các bạn nào xung phong thì mời bạn danh tiếp tục ạ. Dạ, thì đối với bệnh nhân này thì mắt trái thì em thấy có cái hình em nhìn cũng không rõ lắm, em thấy có hình ảnh là xuất huyết dưới màng mạc. Còn đối với hình chụp các lớp OCT thì em thấy có này là nó có hiện tượng là có tụ dịch dưới võng mạc, kèm theo là có tổn thương cái biểu mô sắc tố kèm theo. Và có dịch ở trong võng mạc, và cái khối này thì bạn nghĩ nào? Nó trên phim OCT mình sẽ cắt qua cái này đã. Thấy cái khối tổn thương hơi màu hồng đỏ đỏ đấy đúng không ạ? Dạ đúng. Mình nghi ngờ đấy là cái vùng tổn thương, đây là chính là cái mạch, tức là một cái mạch bất thường đấy, thì nó sẽ tương ứng với cái vị trí này đúng không ạ? Đây mình và đây chính là cái nguyên nhân mà gây ra cái có một cái tân mạch của hắc mạc, và nó làm cho cái xuất hiện cái tình trạng xuất huyết như là có dịch nằm dưới võng mạc. Thế bệnh nhân này thì chúng mình cũng đã tiêm, mình đã cho chụp mạch hình quang, và các bạn có thể thấy đây là một hình ảnh cái tân mạch hiện rất rõ đúng không ạ? Rất rõ luôn, đây là một hình ảnh tân mạch hiện cực kỳ rõ, tiếp màu luôn đó, và tương ứng với cái vị trí của cái tổn thương màu hồng ở trên lâm sàng như thế này đúng không ạ? Đó, thế thì cái bệnh nhân này thì kết hợp với cả cái tuổi tác của bệnh nhân và không có tiền sử biểu hiện ra cái này, mình vẫn chuẩn đoán là một cái thoái hóa tuổi già và thể tân mạch ẩn tân mạch hiện luôn nhá. Thế thì bệnh nhân này thì các anh chị có thể nhìn thấy là gì, bệnh nhân cái thị lực của bệnh nhân tiến triển cực tốt luôn, từ đến ngón tay có 3 mét, và bệnh nhân đã cuối cùng là lên đến cái thị lực là 20/70, và trên cái phim chụp OCT các anh chị thấy là cái tân mạch gần như là nó thoái chuyển, gần như là thoái chuyển toàn đấy. Thế thì tiếp theo thì sẽ có một cái trường hợp như thế này nữa, anh thấy nào? Dạ, thì đối với trường hợp này thì em muốn hỏi thêm là bệnh nhân này có tiền sử gì trước đó không ạ? Bệnh nhân này không có tiền sử gì đâu. Để mình xem lại. Bệnh nhân này đây, mình xem đây, bệnh nhân Tiến này, nam giới này. Thực ra cái sinh năm 39 thì không, hình như là đúng. Bệnh nhân khá lớn tuổi và không có tiền sử gì đặc biệt, và đến khám thì một cái tình trạng là bị nhìn mờ thôi. Và cái tổn thương mình thấy trên cái lâm sàng là như thế này, mình cho chụp OCT là như vậy. Thế thì theo doanh thì nó là như thế nào? Thì đối với cái hình ảnh chụp màu đáy mắt bên trái thì em thấy có cái tổn thương xuất huyết, nhưng mà có vẻ như xuất huyết này nó là xuất cũ hơn rồi. Và nó có kèm theo một cái mảng xuất tiết kèm theo cái xuất huyết này, thì em nghĩ là một cái nghi ngờ là cái xuất huyết này cũng đã cũ rồi. Đúng rồi, chính xác. Trên hình ảnh OCT Club thì em thấy có hiện tượng là tụ dịch ở dưới võng mạc cũng như là dưới cái biểu mô sắc tố. Tức là có cái hiện tượng là có cái bong màu sắc tố ở đây và kèm theo có một chút dịch ở giữa mạc đúng không ạ? Dạ. Bong sắc tố đây. Và đây là cái xuất tiết đúng không ạ? Dạ, cái dịch này
nó có tăng quang hơn thì mình nghi ngờ cái dịch này nó đã cái số cái này nó cái dịch này nó đã lâu rồi để lại cái lắng động các tế bào nó gây tăng tăng phản xạ. Đúng rồi. Và cái bệnh nhân này thì mình có cho chụp hình quang thì mình thấy là có cái bong số rất rõ đây đúng không ạ? Đúng không ạ? Bạn nhìn thấy không ạ? Đây là bong số rất rõ luôn. Và cái này nó che lấp là do cái tình trạng xuất huyết cũ thôi. Đây là hiện tượng che lấp ở trên chụp hình quang. Và cái bệnh nhân này nó là cái PCV, tức là PCV và nó đã rất là bị lâu rồi và dẫn đến là cái xuất huyết nó đã tiêu bớt một phần. Đúng không ạ? Thế thì bệnh nhân này cũng được tiêm anti-VEGF. Thế nhưng mà bạn có thấy rằng là cái tổn thương xuất huyết và ấy nó có thể tiêu được đúng không ạ? Nó tiêu khá rõ. Tuy nhiên thì sao? Cái bong bóng sắc tố thì mãi nó không hết. Bạn ý không ạ? Dạ thấy. Là tiêm, chúng mình tiêm khá tiêm 3 mũi đấy ạ. Đây là tính là 3 mũi hay sao gì đó. Tức là từ 2, à không, tháng 2. Sau đó thì bệnh nhân tiêm đến tháng 6. Thì cái tổn thương cuối cùng của bệnh nhân thì đấy là một cái bong sắc tố. Còn đâu tất cả mọi thứ xuất huyết rồi xuất tiết rồi võng mạc thì gần như là nó đã tiêu tương đối nhiều. Đúng không ạ? Đó. Thì trên cái bệnh nhân mà BCV thì thường cái bong sắc tố khá là khó điều trị đấy. Rồi hết cái phần nội khoa rồi, mình sẽ đi sang một chút cái phần OCT. Cái này thì tí nữa thì bác sĩ Hưng sẽ nói nhiều hơn và kỹ hơn. Thế thì với có bạn nào xung phong đọc cái phim này không ạ? À, xin mời bạn Ngô Việt Hoàng ạ. Mời bạn Ngô Việt Hoàng ạ. Dạ, em em xin phép đọc là trên trước tiên là em thấy đây là một cái OCT hoàng điểm. Thì trước tiên đập vào mắt em là một cái màng trước võng mạc. Thì em thấy ở đây là có một ở lớp ILM thì có vẻ như là rất là mất đồng đều. Vậy em nghĩ là đây là một cái màng trước võng mạc. Dưới đó thì thấy tại lớp sợi thần kinh em thấy mất đồng đều và có phản dịch đồng nhất với phản âm của phản quang của dịch kính. Và xuống dưới lớp lớp ở đây là ở trên này là lớp này là lớp lớp trên lớp lớp của trong nhân ngoài nhân ngoài thì em thấy hơi dày. Ngoài ra còn về cái phim về cái retinal thickness ở đây thì thấy có vẻ như là phủ lớp võng mạc nó bị dày lên. Rồi, chính xác. Dày lên theo màu đỏ. Rồi. Tức là thì, em nghi ngờ đây là màng trước võng mạc và kéo cái lớp võng mạc lên. Mình đồng ý là với bạn là cái chuẩn đoán về hợp nhất là một cái màng trước võng mạc. Nhưng mà vấn đề mình không nghĩ ở đây là nó tức là nó có bị dày lên mà nó bị kéo nhấc lên mà mất đi cái tức là cái đường cong mềm mại của võng mạc bình thường đúng không ạ? Đấy thì trên cái phim này thì mình thấy cực kỳ rõ là đây là một cái tình hình của cái màng trước võng mạc đúng không ạ? Không cần phải nghi ngờ nữa. Tiếp theo bạn có muốn đọc luôn phim này không ạ? Dạ để em đọc luôn cô. Cái này thì em thấy nó bong cái bong kẽ bong bong võng mạc kẽ từ cái lớp đây là chỉ còn lớp DSOS là còn ở lại thôi cô, còn lại là bong 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 lên hết trơn rồi. Thì em nghĩ đây là lỗ hoàng điểm nhưng mà quá quá lớn đi. Thứ nhất là bệnh nhân này là cái khi mà mình chụp OCT là mình sẽ tưởng thấy nó nằm ngang. Nhưng bệnh nhân này bạn thấy nó võng như này không ạ? Nó võng thành như là một cái bát luôn như thế này. Đây là một cái hình rất là hình của một cái tổn thương do cận thị nặng mà nó bị giãn nổi củng mạc ạ. Thì khi chụp OCT mình sẽ thấy là nó
nó không còn nằm ngang như thế này nữa, mà nó sẽ võng như thế này, tùy cái mức độ mà mình sẽ bị giãn nổi cùng bạc. Đấy, trước hết là mình sẽ thấy là bệnh này là một bệnh nhân bị cận thị rất nặng. Thứ hai là mình có thấy hiện tượng là bong của võng mạc vùng hậu cực, tức là nó chỉ tức là hiện tại bây giờ mình thấy là chỉ chụp cái vùng hoàng điểm thôi, mình thấy là bong võng mạc cái vùng hậu cực của hoàng điểm này và có một cái lỗ hoàng điểm hoàn toàn luôn, đúng không ạ? Thế cái này trong trường hợp này mình sẽ chẩn đoán nó là một cái bong võng mạc lỗ hoàng điểm và trên bệnh nhân cận thị nặng, đúng không ạ? Bệnh nhân này thì khá là trẻ, 46 tuổi thôi. Nhờ bệnh nhân còn đã được lấy thể tinh rồi. Và bệnh nhân này lấy thể tinh là bởi vì cận thị rất nặng nên là người ta đã quyết định lấy thể tinh và để cho bệnh nhìn. Thế tuy nhiên thì bệnh nhân, cái mắt bên trái bệnh nhân này đột nhiên là xuất hiện ám điểm trung tâm. Đó, thì chẩn đoán hoàn toàn chính xác. Đến trường hợp này bác nào xung phong không ạ? Có bạn nào xung phong không ạ? Nếu không mình lại mời bạn Hoàng đúng không ạ? Dạ thưa cô là... Hình như mic của Hoàng hơi bị vang đúng không? Dạ không, em tắt rồi cô. Ở đây thì em thấy ở bên mắt phải có hiện tượng dày lên của lớp võng mạc ở vùng màu đỏ, và vùng màu vàng thì dày hơn và vùng xanh thì là bình thường. Và xuống dưới cái miêu tả độ dày thì thấy vùng màu vàng thì cũng dày hơn. Và... sau đó đến hình cắt lớp thì em thấy một cái có vẻ như là dịch bong dịch ở dưới ở trên lớp ISOS và đến hình màu đáy mắt thì em thấy có nhiều xuất tiết. Xuất tiết này là dạng lửa là nhiều xuất tiết. Xuất tiết này là xuất tiết và xuất huyết được không? Bên mắt kia thì em thấy có xuất tiết. Bên này thấy còn OCT thì chưa, cảm giác như là OCT thì được, để ý nhá. Bệnh nhân 60 tuổi thì lực mắt trái bình thường. Thực ra thì những cái bạn nghĩ đây là những cái xuất tiết à? Thực ra không phải đâu. Này mình sợ được là cái anti-fact thôi, nó không phải là xuất tiết đâu. Ra cái trên phim này thì mình sẽ thấy là bệnh nhân đúng là có cái phù của hoàng điểm, đúng không ạ? Và thứ hai là tương ứng ở trên cái lâm sàng, tức là mình khám cái đáy mắt thì mình thấy là có hiện tượng là các cái tĩnh mạch nó hơi giãn, đúng không ạ? Và có xuất huyết toàn bộ của võng mạc luôn. Và chụp thì mình thấy là đúng là có cái giãn tĩnh mạch và có cái chậm tuần hoàn của tĩnh mạch. Cái này thì chẩn đoán là gì nhỉ? Hoàng nhỉ? Dạ, tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc. Tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc có hậu quả là cái tình trạng phù hoàng điểm, đúng không ạ? Và cái thể với cái phim chụp mạch này thì mình sẽ chẩn đoán đây là cái thể này là thể không thiếu máu, hay còn gọi là thể phù thôi, đúng không ạ? Nên nó sẽ có hai thể là thể thiếu máu và thể phù. Và trong trường hợp này, tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc này đó là thể phù và có cái phù hoàng điểm, có chỉ định để cái tiêm anti-VEGF, đúng không ạ? Thế thì và cái bệnh nhân này nữa thì có thể là trên cái phim mà các bạn xem sẽ hơi bị khó nhìn nhá. Thế tuy nhiên thì tôi sẽ nói một chút xíu. Ở đây là một cái lỗ rách của võng mạc, và các bạn có thể nhìn thấy cái vùng võng mạc này nó hơi nhạt màu hơn so với những cái vùng xung quanh. Thế thì cái mắt bên phải của bệnh nhân là bình thường. Thế trên phim chụp OCT thì sẽ thấy là cái lớp võng mạc của các bạn Hoàng thấy nào. Bỏ qua cái vùng mà mô tả, cái này thì mình đã mô tả rồi. Thế thì cái trên OCT này thì bạn Hoàng thấy thế nào? OCT trước mắt là em thấy võng mạc phía đây mặt trái. Phía thái dương. Vâng, phía mắt trái phía thái dương thì em thấy hơi giãn. Chiều dày giảm hẳn luôn, đúng và không? Có
có vẻ như là có một lớp dịch ở dưới, ở trên lớp DSOS của. DSOS hả? Mình thì lại nghĩ là đây là nó có sự mất liên tục của lớp ISOS thì hợp lý hơn. Bạn nhìn thấy nó mất liên tục không ạ? À, rồi, mình thấy. Ở trên ngay đó thì nó lại có một dải đen đó, thì mình giải thích sao? Đây gì ạ? Cái chỗ này ạ? Không, dải đen màu nằm ngang. Đây á? Vâng. Đây ở bên kia, dạ, ở bên phía mũi nữa không? Ở phía mũi nữa thì nằm ngang. Dạ đúng. Thực ra thì nó không hẳn đâu. Cái vùng bên này là hoàn toàn bình thường ấy. Bên phía mũi là bình thường ấy. Bệnh nhân này chỉ có tổn thương phía thái dương thôi. Ở trên cái phim mà chụp mạch hình quang ạ, thì mọi người sẽ nhìn thấy là cái chỗ bọc thuốc đây là của cái lỗ rách của võng mạc, và sẽ thấy là nó bị tắc mạch hoàn toàn, và đây là cái thể thiếu máu, tức là nó có vùng thiếu máu, tức là nó như cái rễ cây chết ạ, cái khô ạ, là mình sẽ không nhìn thấy có cái nhánh nữa, và cái này nó là một cái tắc tĩnh mạch cũ và thể thiếu máu luôn rồi đó, thì dẫn đến cái tình trạng là nó teo của cái lớp võng, các lớp của võng mạc đi. Thế thì với cái bệnh nhân này thì theo Hoàng thì mình sẽ điều trị cái gì? Có cần điều trị không? Dạ em cũng không biết nữa không. trước hết thì có một cái lỗ rách võng mạc đây, chắc chắn mình phải làm laser rồi đúng không ạ? Cái điều đấy là điều đương nhiên rồi. Thực ra thì với cái vùng thiếu máu như này mà nó không có phù ạ, thì với cái thiếu máu này thì nếu vùng thiếu máu trên 10 đường kính gai thì mình nên điều trị laser để dự phòng cái tình trạng xuất hiện tân mạch và sau đó các cái biến chứng do tân mạch. Thế thì với cái mình đo như này thì nói chung là nó sẽ rơi vào tầm nếu chiều dài nhất của nó sẽ rơi vào tầm 5-6 đường kính gai rồi. Thế thì trong trường hợp này và kèm theo một cái lỗ rách của võng mạc này thì với cái bệnh nhân này ạ, mình sẽ không nên tiêm anti-VEGF gì cả, mà mình sẽ là điều trị bằng laser và theo dõi thôi, đúng không ạ? Tiếp theo thì với cái bệnh nhân này thì hình ảnh mình chụp nó bị hơi bị lóa, nhưng mà cái bệnh nhân này thì nhớ là nó cũng không có tiền sử gì đặc biệt đâu, mà có cái tổn thương của một cái bong biểu mô sắc tố cộng với bong thanh dịch võng mạc của trung tâm như thế này. Thế thì bệnh nhân này thì bạn Hóa Mận Danh nghĩ đến cái tổn thương như nào nhỉ, kết hợp với trên chụp mạch hình quang nữa. Bệnh nhân, dạ, chị cho em hỏi bệnh nhân này có tiền sử gì trước đó mà, ví dụ như là chấn thương hay gì trước đó không? Không, bệnh nhân không có tiền sử chấn thương đâu. Nam giới, thị lực kém thì đi khám thôi. Và trên chụp mạch hình quang thì mình sẽ thấy là có cái bong của thanh dịch võng mạc trung tâm cộng với cả một cái bong sắc tố. Thế thì bệnh nhân này đã được cái chụp mạch hình quang như thế này. Thì đây là cái mắt bên phải của bệnh nhân. Đấy, bạn có thể thấy những cái tổn thương ở cái vùng trung tâm, và cái mắt bên trái thì cũng có các cái tổn thương như thế này. Thì theo Danh thì mình nghĩ đến cái chuẩn đoán nào sẽ phù hợp nhất. Không, bệnh nhân chỉ thấy nhìn mờ vào trung tâm thôi. Dạ, theo em thì đối với bệnh nhân trẻ như thế này thì em nghĩ đến hai mắt, chẩn đoán là xỉa xì chị. Khá rõ xỉa xì đấy. Bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ nhìn thấy cái tổn thương nó giống như là cái vòi phun nước ạ. Thấy không ạ? Cái điểm dò và nó hơi đấm đất. Với cái bệnh nhân này thì cái điểm dò khá là rõ, bởi trên khi mà mình chuẩn bị nó bị am nét thôi. Thì cái này đúng là chuẩn đoán là một cái CSC. Đấy, tuy nhiên thì đấy là với bệnh trẻ và 40 tuổi và cái tổn thương cũng bỏng sắc tố và nó là CSC. Tuy nhiên với bệnh nhân này thì các bạn có đến CSC không ạ? Bệnh nhân này là 70 tuổi, bị có 2 ngày thôi, nhìn mờ và béo hình. Và các bạn cũng sẽ nhìn thấy có bỏng sắc tố cộng với cả cái tình trạng bong thanh dịch võng mạc. Thì bệnh nhân này nó, nếu như mà tôi chuẩn đoán là CSC, các bạn thấy được không ạ? Và tiếp theo là trên chụp mạch hình quang thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tổn thương như thế này. Nó không, các bạn thấy nào? Bạn Hoàng, dạ
Đây em thấy nhiều xuất huyết cô, trên hai mắt. Không, bệnh nhân này không thể xuất huyết tí nào đâu nhá. Bệnh nhân này trên lâm sàng là không thể xuất huyết một tí nào luôn. Bệnh nhân này nhá, là thực tế là trên lâm sàng là không hề có xuất huyết. Không hề xuất huyết một chút nào luôn. Bệnh nhân chỉ đến vì nhìn mờ béo hình và 70 tuổi. Và nếu trên OCT này thì trông nó có vẻ rất giống một cái CSC, đúng không ạ? Bạn Danh? Dạ thì đúng là tổn thương này thì giống như tổn thương CSC á, nhưng với cái độ tuổi này thì rất là khó đúng không ạ? Rất là hiếm gặp. Và lại giới tính là nữ nữa, nó sẽ ít gặp hơn nam giới, đúng không ạ? Yeah. Em thì hiện tại chưa có câu trả lời chị. Đúng là lúc đầu là mình cũng hơi bị đau đầu với bệnh nhân này. Thế và nhưng mà thứ nhất là trên chụp màn hình quang á, thì mình thấy nó không phải là cái tổn thương điển hình của một cái CSC, đúng không ạ? Còn CSC nếu với những cái tổn thương đấy thì nó sẽ có một cái điểm dò rất là rõ, đúng không ạ? Nhưng cái này có rất nhiều cái pinpoint và giải rác ở cái vùng hậu cực như thế này. Tiếp theo thì nếu mình nhìn kỹ trên cái phim chụp OCT á, thì mình sẽ thấy cái tổn thương của vùng biểu mẫu sắc tố ở đây nó hoàn toàn nó không giống như một cái CSC bình thường, và mình nghi ngờ là nó có một cái tân mạch ẩn và kiểu VCV, nhưng mà nó là cái tân mạch và nó chưa một cách rõ ràng. Thế thì cái bệnh nhân này là chúng mình đã tiêm cho bệnh nhân một cái anti-VEGF nó phù hợp cái lứa tuổi bệnh nhân nữa, thì thực sự là nó thay đổi một cách đột ngột luôn. Tức là bệnh nhân hoàn toàn là hết toàn bộ dịch và bệnh nhân cũng cải thiện được rất là tốt. Thế thì ở đây thì mình đưa cái ca này ra với mục đích là gì? Là khi mình đưa ra chẩn đoán ạ, thì mình sẽ cần phải có yếu tố dịch tễ, tức là liên quan đến cái đặc điểm về cái dịch tễ của bệnh nhân, của cái bệnh lý nữa. Đấy, cái trên cái bệnh nhân này thì mình lại không nghĩ đến một cái CSC, và chúng mình lại nghĩ là một cái tân mạch ẩn mà nó bắt đầu hoạt tính và mình điều trị luôn. Thực ra là nó là một cái điều trị thử thôi, tại vì là nếu dựa trên những cái bằng chứng này thì nó không khẳng định cho là một cái có cái tổn thương là tân mạch của hắc mạc, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà nhiều khi ngành y nó lại có một cái phương pháp và điều trị thử nữa trong trường hợp mà mình băn khoăn giữa các cái chẩn đoán với nhau. Tiếp theo thì mình cũng đưa ra cái ca này để các bạn sẽ từ nãy đến giờ thì mình đã đưa ra rất nhiều cái ví dụ và những cái cho cái trường hợp mà điều trị bằng anti-VEGF và các bạn thấy được cải thiện rất là tốt. Tuy nhiên thì các bạn cần phải biết rằng là mình rõ cái chẩn đoán là phù bằng điểm do cái gì thì chúng ta mới điều trị trong cái trường và cân nhắc cái điều trị anti-VEGF. Ở cái bệnh này là mình có một cái bệnh nhân nam 71 tuổi và mắt phải nhìn mờ mắt phải. Bệnh nhân hoàn toàn không có cái tiền sử gì bệnh toàn thân cả. Và khi đến khám thì bệnh nhân đã có tiền sử là đã điều trị anti-VEGF 3 lần. Tuy nhiên thì sau đấy thì bệnh nhân được điều trị nội khoa đơn thuần thôi bằng thuốc tra và bằng thuốc tra non-steroid của bằng điểm. Thì sau khoảng 4 tháng thì thấy thị lực bệnh nhân có cải thiện. Tuy nhiên thì nó vẫn bị phù bằng điểm. Đấy, thì với cái bệnh nhân như này á, thì mình cần phải khám kỹ. Mình để ý rằng là cái mắt bên phải dịch kính khá đục và đục nhiều so với mắt bên trái. Và trên chụp màn hình quang thì sao mình thấy rõ ràng cái phù bằng điểm cực kỳ rõ luôn. Đấy, trong khi đó thì không thấy cái tổn thương gì mà nghĩ đến mà phải tiêm anti-VEGF cả. Cái bệnh nhân này nó là cái viêm màng bầu học xong. Thế. Điều đấy mình đưa ra cái ca này là mình muốn nhắc các bạn rằng là hiện tại thì chúng mình hiện tại đang tiêm anti-VEGF khá nhiều và khá tràn lan. Chính vì vậy là cứ phù là các bạn một số nơi là tiêm. Thì tuy nhiên thì phù bằng điểm đó phải có lý do và có nguyên nhân. Những cái nguyên nhân nào mà có chỉ định điều trị anti-VEGF các bạn điều trị. Còn có những cái trường hợp mà nó là do viêm và do nguyên nhân khác thì các bạn phải điều trị theo nguyên nhân. Đấy, và hôm nay thì cái ca này là cái ca cuối cùng mà mình đưa ra.
và cũng đúng giờ là để cho bác sĩ Hưng tiếp tục để vào để hướng dẫn các bạn bài tiếp theo. Thế thì để kết luận cho cái phần này thì mình thấy rằng là cái bệnh lý mà bạn sau rất là phức tạp và đa dạng. Chúng ta phải phối hợp giữa cái lâm sàng, cả chẩn đoán hình ảnh và các cận lâm sàng cần thiết để đưa ra một cái chẩn đoán chính xác và điều trị. Và trong đấy thì hiện nay thì xu hướng rồi OCT đấy là có vai trò rất quan trọng trong cái việc chẩn đoán và theo dõi. Tuy nhiên thì cái kinh nghiệm lâm sàng của các bạn quan trọng hơn rất nhiều, vì OCT nó chỉ là một cái phương tiện để hỗ trợ trong quá trình điều trị và chẩn đoán các bạn mà thôi. Thế thì hôm nay thì buổi học đến đây thì kết thúc rồi.